với cái người mà đã biết dị nguyên, đã tiếp xúc với dị nguyên trước đó, được không ạ? Còn theo cái định nghĩa của phản vệ của châu Âu năm 2004 thì đó là cái phản ứng quá mẫn toàn thân hoặc là hệ thống nặng đe dọa đến tính mạng, thì nó đặc trưng bởi các rối loạn tiến triển rất là nhanh chóng về tuần hoàn hoặc là hô hấp hoặc là đường thở, có thể đe dọa tính mạng, và nó thường kết hợp với các biểu hiện ở trên da và niêm mạc. Đấy, chúng ta thấy là thường kết hợp với các biểu hiện ở trên da và niêm mạc, không phải là cái phản vệ nào chúng ta cũng chờ là có trên da. Thì ở khoa chúng tôi thì gặp rất là nhiều trường hợp là bệnh nhân phản vệ nhanh quá, nếu mà chúng ta đừng tiêm, phản vệ nhanh quá thì bệnh nhân gì ạ, khó thở, co thắt thanh quản và tụt huyết áp. Đấy, tụt huyết áp và không kịp để có cái biểu hiện ở trên da. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là cứ dị ứng là chúng ta phải chờ các biểu hiện ở trên da thì chúng ta mới chẩn đoán là phản vệ, là không đúng. Và tí chúng ta thấy là cái tỷ lệ gặp nó khoảng 80% ở trên da thôi. Thì đấy là cái định nghĩa của châu Âu. Đấy, còn định nghĩa theo cái thông tư 51 mới của chúng ta, của Bộ Y tế, đó là gì? Cái phản vệ là một phản ứng dị ứng xuất hiện từ vài giây, vài phút đến vài giờ khi mà cơ thể tiếp xúc với dị nguyên. Và cái bệnh cảnh lâm sàng nó gây ra rất khác nhau. Đấy, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng. Tí chúng ta sẽ thấy là có cái ba cái bệnh cảnh lâm sàng để chúng ta chẩn đoán phản vệ. Về thứ hai là về dị nguyên. Thế nào là dị nguyên? Tức là cái yếu tố lạ khi tiếp xúc với cơ thể có khả năng gây dị ứng. Đấy, ví dụ như thuốc hoặc là thức ăn. Và thứ ba là cái sốc phản vệ. Cái định nghĩa là sốc phản vệ, tức là cái mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ cái hệ thống mạch và co thắt phế quản, có thể tử vong ngay trong vòng vài phút. Thì đấy là cái định nghĩa về cái sốc phản vệ. Còn chúng ta lưu ý đây là gì ạ? Chúng ta cứ phản vệ là chúng ta phải xử trí ngay, không được chờ đến sốc phản vệ. Đấy. Các nguyên nhân của phản vệ thì chúng ta nhìn ở trên cái bảng. Bảng đây chúng ta thấy là gì ạ? Thức ăn có thể gây phản vệ, có thể là hải sản. Đấy, hải sản thì hay gặp nhất là tôm, đúng không ạ? Rồi là những cái đậu, quả củ lạc, rồi những cái sữa. Đấy, sữa rồi trứng. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể hay gặp đấy là những cái nặc của côn trùng đốt. Đấy, thì ví dụ như là bệnh nhân bị ong đốt thì cái sợ nhất là gì? Là bệnh nhân có thể phản vệ và gây tử vong. Cái nguyên nhân thứ ba đó là gì? Những cái nhóm về thuốc. Thì thuốc ở đây thì chúng ta có thể lấy đường thuốc tiêm và thuốc uống. Đấy, thuốc bôi. Các bạn ở đây có da liễu thì chúng tôi cũng chỉ xin nhắc là ở cái phòng khám, khoa khám bệnh của Bệnh viện Ánh Mai cũng đã gặp một cái tình huống là bệnh nhân phát thuốc bôi về nhà và bệnh nhân xuất hiện sớm và sau đó là không phát hiện được và bệnh nhân nặng. Tất nhiên là kết hợp với bệnh nền của bệnh nhân nữa và bệnh nhân tử vong và sau đó cũng có kiện. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý là kể cả các thuốc bôi cũng có thể gây dị ứng, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ hình dung là những cái thuốc đường bôi thì cái phản ứng dị ứng nó sẽ chậm hơn khi mà đường tiêm. Rồi là những cái găng tay, rồi là những cái gì ạ, những cái huyết thanh, ví dụ như là bệnh nhân rắn cắn và chúng ta tiêm huyết thanh, bệnh nhân cũng có thể dị ứng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải tiêm để giải mà để huyết thanh để bệnh nhân phục hồi cái liệt, đặc biệt bệnh nhân bị rắn cặp nia cắn chẳng hạn, thì chúng ta trong những trường hợp ấy thì chúng ta phải mời chuyên khoa dị ứng để chúng ta giải mẫn cảm, chúng ta dùng cho bệnh nhân. Alo, các bạn nghe được không? Có ạ. Đó là gì ạ? Là những cái mà cảm quang, thuốc cảm quang đấy, thì chúng ta lưu ý là gần đây là chúng ta thấy là ở một số khoa chẩn đoán hình ảnh, ở một số bệnh viện ở địa bàn Hà Nội gặp rồi, ở viện ca có thể gặp rồi, rồi là ở các phòng mạch, ở những cái bệnh viện tư và bệnh viện lớn là cũng đã gặp là cái phản vệ và bệnh nhân tử vong. Chính vì vậy cho nên gần đây chúng ta, đặc biệt là khoa chẩn đoán bệnh viện Bạch Mai, khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai thì đã làm những cái mà cái phiếu để hỏi về tiền sử dị ứng và cái cam kết, đấy, cam kết gì để chúng ta. Em thưa cô, không nghe thấy ạ. Nghe được chưa? Em nghe được chưa? Dạ, bây giờ thì nghe được rồi ạ. Được rồi nhé. Tiếp theo là
Khi mà chúng ta biết là khi mà dị ứng nó xảy ra thì chúng ta biết là khi mà có cái vai trò đóng vai trò của cái tế bào mastocyte, tức là cái khi mà dị nguyên kết hợp mà khi vào kháng thể này, vào cơ thể nó sẽ kết hợp với kháng thể IgE của cái tế bào mastocyte và nó sẽ giải phóng ra là một loạt các chất trung gian hóa học, nó sẽ gây biểu hiện ở trên lâm sàng, đó là gì ạ? Hô hấp là khó thở, da là mề đay, ở tim mạch có thể là hạ huyết áp, rồi có thể hệ tiêu hóa là đau bụng. Thì những cái chất trung gian hóa học như thế nào thì chúng ta có thể xem sơ bộ ở cái bảng này, ví dụ như các yếu tố chất trung gian hóa học như hoạt hóa tiểu cầu này, prostaglandin này, các leukotriene này, kinin này đấy, rồi các yếu tố ví dụ như là yếu tố hoại tử khối u TNF alpha, rồi các anh chylakin hoặc là nitric oxide đấy, thì nó sẽ gây các tác dụng sinh lý, ví dụ như là ở thành mạch thì ở tim mạch nó sẽ gây tăng tính tấm thành mạch, rồi giãn mạch ngoại vi, rồi co thắt các mạch vành, co thắt các cơ trên đấy, rồi là nó sẽ hoạt hóa quá trình viêm, rồi huy động quá trình viêm đấy, hoạt hóa hệ thống thần kinh giao cảm. Thì có biểu hiện ở trên lâm sàng là gì, ở da là có thể phù mạch đấy, phù, đặc biệt là phù khuynh, phù thanh quản nó rất nguy hiểm, là gây hẹp đường thở, là bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng. Ở tim thì có thể hạ huyết áp, rồi thiếu máu cục bộ đấy, và ở đường tiêu hóa thì chúng ta thấy là bệnh nhân co thắt cơ trơn, bệnh nhân sẽ đau bụng rồi tiêu chảy, và trên da thì có thể là ngứa, mề đay. Đấy là các chất trung gian hóa học có vai trò trong cái phản ứng dị ứng của cơ thể. Thì cái triệu chứng khi mà triệu chứng phản vệ, khi mà chúng ta thấy là khi gặp thì ở bệnh nhân phản vệ nó có cái ba đặc điểm, đó là gì, nó xảy ra rất là đột ngột, không dự báo được trước đấy, và nếu như chúng ta chẩn đoán và xử trí kịp thời thì cái tiến triển nó nhanh, nếu mà không chẩn đoán và xử trí kịp thời thì nó sẽ tiến triển thành nguy kịch rất nhanh đấy. Còn nếu mà chúng ta phát hiện được và chúng ta xử trí đúng thì bệnh nhân khỏi hoàn toàn đấy. Thì cái ba cái đặc điểm ấy thì chúng ta phải lưu ý để chúng ta phải có cái thái độ và chúng ta cái kỹ năng, kiến thức và kỹ năng để chúng ta phát hiện và xử trí đúng. Thế thì cái triệu chứng phản vệ thì cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào, tức là sau khi tiếp xúc với dị nguyên, như tôi nói các anh chị rất là nhiều các dị nguyên đấy, đặc biệt ở bệnh viện đó là các thuốc tiêm truyền, đặc biệt là kháng sinh, rồi các chế phẩm máu, rồi các thuốc uống đồ ăn, rồi các thuốc ngửi. Thì tôi chỉ nói là các thuốc tiêm thì các anh chị biết rồi, nhưng mà ngửi, bệnh nhân ngửi ở thì ở bản thân ở khoa của tôi, chúng tôi khoa hồi sức cấp cứu ấy, thì tôi đã chứng kiến đến hai bệnh nhân thì có một bệnh nhân chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc là bị, có một bệnh nhân, có một chị điều dưỡng là gì, chị bẻ cái ống bicarbonate lại đúng cái tua của tôi trực, thì chị tự nhiên bẻ ống bicarbonate, chị bệnh nhân chị ngồi thụp xuống, chị bảo là tôi em mệt quá, em thấy chóng mặt. Thế thì tôi mới, vì cái chị này có tiền sử dị ứng rồi, thế thì tôi mới hỏi là em ngồi để em đo huyết áp xem, rồi là theo dõi. Thì ngồi một lúc thì thấy chị bảo em đỡ rồi. Thế là một lúc sau thì tôi bảo thế thì chị vào phòng chị nghỉ. Thì một lúc sau cái nhà hồi sức cũ thì tôi mới đi vòng, tôi cứ hay đi thỉnh thoảng đi vòng để xem bệnh nhân trực của tôi thế nào. Thì tôi thấy một cái cô điều dưỡng khác, cô ấy cầm một cái mask, mask vào thở oxy. Thế thì tôi mới hỏi là thế em đi đâu đấy? Thì cô bảo là em cho bạn ấy đi thở, bạn ấy khó thở, bạn ấy thở khí dung. Thì tôi mới giật mình, tôi bảo thôi chết rồi, thế là phản vệ rồi. Khi tôi vào thì cô ấy xuất hiện khó thở và lúc ấy chỉ có thắt thanh quản thôi. Và tôi đã phải đưa cô ấy ra khỏi bệnh phòng và cho tôi điều trị, xử trí adrenaline, và sau đó phải truyền adrenaline. Thì các anh chị thấy nó là kinh khủng, tức là đấy là ngửi cái bicarbonate, các anh chị hình dung. Thế sau đó thì cô ấy phải chuyển khoa. Cái cô thứ hai là cũng ở khoa của tôi đấy, thì cô nặng đến mức mà cô ấy bị, lần thứ nhất thì mọi người cô ấy bị xỉu, thì mọi người bảo là có thể cô ấy ăn hôm ấy là ăn quả chôm chôm. Thế thì sau đó thì nó qua đi, thì lại đến tôi, đúng thua của tôi thì cô ấy lại xuất hiện là phản vệ, tức là cô ấy bị ngất và cô ấy, chúng tôi phải tiêm adrenaline 2 mũi. Đấy thì sau đó thì tôi mới hỏi lại cô ấy, thì cô ấy bảo mỗi một lần pha tazosin thì em cảm giác nó nóng rát hai cái tai. Thế thì em thường khi pha adrenaline, pha tazosin thì em nhờ các bạn pha. Thì tôi mới bảo thôi chết rồi, như thế này là cô bị phản vệ với tazosin. Đấy, thì sau đó thì tôi cũng đề nghị là hội chẩn viện, và sau đó thì cô ấy được hội chẩn và cô ấy chuyển sang trường cao đẳng y. Đấy. Thế thì tôi muốn nói với anh chị là ngửi cũng có thể bị, và những cái cô ấy là cứ thường xuyên tiếp xúc đi tiếp xúc lại với dị nguyên và nó sẽ tăng dần lên. Đấy. Thế thì các anh chị lưu ý là ngửi cũng có thể bị. Đấy nữa.
Còn bôi thuốc và mỹ phẩm thì chúng ta biết rồi, có rồi đúng không ạ? Dị ứng và phản vệ thì có rồi đúng không ạ? Thế thì cái triệu chứng của phản vệ nó có thể xuất hiện từ vài phút đến vài giờ. Đấy, nhanh lắm các anh chị ạ. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta xem cái bảng, cái thời gian xuất hiện dấu hiệu phản vệ đầu tiên đấy của cái hội hội của hội Anh nhé, năm 2012. Đây các anh chị có rõ được không? Các bạn nhìn cái sơ đồ được không? Dạ được ạ. Thì cái sơ đồ này thì tôi thử lên to, nó phóng to lên nhé. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Cái tỷ lệ bệnh nhân là cái trục tung là cái số lượng bệnh nhân tử vong và cái trục hoành đó là cái thời gian ra xuất hiện ngừng ngừng tuần hoàn. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Ở cái thuốc màu đỏ, màu vàng là thuốc đường tiêm đó, sau đó thì đến mới là gì ạ? Côn trùng đốt sting đấy, đấy màu tím đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì ạ? Và sau đó cái đường uống cái màu xanh đấy thì nó, chúng ta thấy nhìn ở trên đây chúng ta thấy là gì ạ? Những cái thuốc tiêm thì nó xuất hiện rất là nhanh, có thể dưới 1 tiếng đấy, và nhưng mà các thuốc đường uống thì nó có thể xuất hiện chậm hơn đấy, thuốc xuất hiện chậm hơn. Thế thì chính vì vậy cho nên ở khoa hồi sức của chúng tôi thì tôi nói thế để các anh chị hình dung, tất cả các thuốc chúng tôi đều không thử phản ứng, đều không thử phản ứng. Tại sao lại như vậy? Thì ở khoa chúng tôi thì chúng tôi một là ít bệnh nhân và thứ hai là các anh chị phát hiện nhanh và có cái xử lý đúng rồi. Thì nhưng mà chúng tôi không thử phản ứng, nhưng mà chúng tôi tất cả các thuốc chúng tôi đều pha để chúng tôi truyền hết. Nếu mà thuốc nào có chỉ định tiêm tĩnh mạch thì chúng tôi pha và chúng tôi truyền trong vòng 30 phút. Còn những cái thuốc kháng sinh mà phụ thuộc vào thời gian, ví dụ như là Chienam chẳng hạn hoặc là Meronem thì nó phải truyền trong vòng 3 giờ. Đấy, cho nên tất cả các thuốc của chúng tôi là truyền hết, không có một cái thuốc nào là tiêm. Thì các chị hình dung tiêm, nếu mà chúng ta tiêm ngay hết cái dị nguyên vào cơ thể thì rất là khó để lấy ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta truyền chậm chỉ 5 phút sau nó phát hiện phản ứng thì chúng ta còn dừng lại được. Đấy, thì tôi nói thế để các anh chị hình dung. Và tại sao khi mà bị phản vệ ở đây chúng tôi không thử test, thì tôi chỉ nói các anh chị là test thuốc cũng bị. Có một ví dụ đấy là một bạn nội trú ở bên viện lao và bệnh phổi thì chị ấy bị lao, sau đó là bị phải tiêm, chỉ định phải tiêm streptomycin, và khi mà thử phản ứng thì là chị ấy bị phản vệ. Nhưng mà rất tiếc là cô điều dưỡng thử phản ứng và sau đó thì không biết phát hiện được phản vệ và chị ấy bị tử vong. Thế thì ý tôi nói là gì? Kể cả thử test là bệnh nhân cũng có thể phản vệ đấy, cũng như là bệnh nhân ngửi cũng có thể phản vệ rồi. Thế thì cho nên là quan trọng nhất là chúng ta phát hiện được cái dấu hiệu phản vệ của bệnh nhân để chúng ta xử trí đúng thì bệnh nhân sẽ qua được. Đấy, thì đấy là ở chỗ chúng tôi, còn là các bạn thì bắt buộc là chúng ta phải theo tuân thủ cái chỉ định của Bộ Y tế là những cái thuốc nào phải thử test nhé. Và chúng ta lưu ý là gì ạ? Cái thuốc đường tiêm là bị nhanh nhất thời gian khởi phát phản vệ và có thể ngừng tuần hoàn rất nhanh trong vòng vài phút. Thì chúng ta lưu ý. Thì các biểu hiện của phản vệ đó là gì? Thứ nhất là cái mề đay, phù mạch thì nó chiếm khoảng 88% và cái phù đường thở trên là chiếm 56%, khó thở và khò khè là 47%. Thì chúng ta cái hình dung là sợ nhất là cái phù đường thở và khó thở, tức là nó sẽ gây là diện là hẹp đường thở và bệnh nhân khi mà tất cả các cấp cứu chúng ta đều thấy là ABC, tức là đường thở airway có vấn đề là chúng ta thấy là bệnh nhân có thể chết ngay ở trước mặt nếu mà chúng ta không xử trí ngay. Đấy, và xử trí ở đây tí nữa chúng ta thấy là gì, là phải adrenaline tiêm bắp luôn đúng không ạ? Rồi biểu hiện giãn mạch tụt huyết áp là khoảng 30-46%, 30-40%, và chúng ta thấy ở đây cái tỷ lệ bị biểu hiện ở đường tiêu hóa là cũng khoảng 30%. Thì đấy là các biểu hiện thường gặp của phản vệ. Thì các triệu chứng phản vệ thì chúng ta thấy là các triệu chứng ở toàn thân thì có thể là gì ạ? Bệnh nhân có thể là lo sợ, hốt hoảng, rồi có thể là rét run, rồi cũng có thể là nhức đầu, rồi đỏ mắt, rồi là bệnh nhân có thể cảm giác là chống ngực hoặc là tê bì, hoặc là bệnh nhân ho hắt hơi, hoặc là không nói được. Thì chúng ta thấy là lưu ý là gì? Tất cả các bệnh nhân của chúng ta khi mà bệnh nhân dùng thuốc, đang đặc biệt là đang truyền thuốc mà người ta chỉ cần kêu là khó chịu, có thể cảm giác chúng ta thấy là rất là mơ hồ, ví dụ như là gì ạ,
là sô đau có thể hốt hoảng, có thể rét run hoặc có thể chống ngực. Cho nên là chúng ta thấy tất cả những cái bệnh nhân đó là chúng ta phải theo dõi luôn. Và chúng ta thấy là thường ở các bệnh phòng của chúng ta bây giờ là quá tải bệnh nhân. Thì chúng ta biết là có những cái trường hợp đặc biệt là ở trong bệnh viện Hà Tĩnh, thì bệnh nhân ở khoa ngoại khi mà tiêm thuốc thì bệnh nhân kêu khó chịu. Kêu khó chịu lúc truyền thuốc thì các cô điều dưỡng đến mới đo huyết áp. Thì thấy là bình thường. Thế sau đó thì cô sẽ đi làm những cái việc khác. Và một lúc sau thì bệnh nhân nặng lên, quay lại, gọi lại thì bệnh nhân nặng quá thì lại không xử trí ngay tại chỗ, mà lại gì ạ, lại chuyển đến khoa cấp hồi sức. Và sau đó bệnh nhân chuyển phản án phản vệ và nặng quá và muộn quá và bệnh nhân tử vong. Thế thì khi mà bệnh nhân tử vong thì chúng ta thấy là gì, người ta sẽ thắc mắc mình hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thái độ, tức là người ta tiêm thuốc, bệnh nhân tiêm thuốc, người bệnh tiêm thuốc xuất hiện cái khó chịu rồi gọi nhân viên y tế đến thì lại bảo không sao cả, xong quay đi thì bệnh nhân là gì ạ, bệnh nhân sẽ tử vong. Thì cho nên là chúng ta phải lưu ý là gì, khi mà bệnh nhân kêu khó chịu, khi mà chúng ta truyền thuốc hoặc là các chế phẩm máu, là chúng ta phải đứng đấy và chúng ta theo dõi, và chúng ta sợ nhất là cái phản vệ thì chúng ta phải loại trừ được, thì chúng ta mới dừng, mới bỏ đi, mới chuyển sang làm. Vì chúng ta bao giờ cũng rất là nhiều việc, đông đông bệnh nhân, một cô điều dưỡng chỉ có thể là mấy chục bệnh nhân, thì chúng ta rất là khó để chúng ta mà theo dõi sát. Dù ở khoa chúng tôi thì đơn giản hơn, có một điều dưỡng có thể theo dõi 5-6 bệnh nhân, nhưng mà chúng ta thấy ở bệnh phòng chúng ta là nguy cơ rất là nhiều vì số lượng bệnh nhân đông, đúng không ạ? Thì đấy là cái biểu hiện toàn thân. Còn cái biểu hiện ở da và niêm mạc thì chúng ta có thể hay gặp đó là ngứa, rồi nổi ban, mề đay, rồi sợ nhất là biểu hiện là phù quinh. Đấy. Khi mà bị phù thanh môn thì chúng ta thấy hẹp đường thở thì rất nguy hiểm. Biểu hiện hô hấp thì bệnh nhân có thể khó thở, đấy, khó thở kiểu hen, thở rít rồi co rút các cơ hô hấp, bệnh nhân rít thanh quản và sẽ tử vong nhanh chóng. Đấy, rồi thì tôi cũng chỉ muốn nói các bạn, khi bệnh nhân đang truyền thuốc hoặc là đang có truyền chế phẩm máu mà bệnh nhân kêu khó chịu, thì cái phản xạ đầu tiên là chúng tôi bao giờ hỏi là bệnh nhân khó thở không, và chúng tôi hay đặt cái ống nghe vào cái vùng cổ của bệnh nhân, nghe tiếng rít thanh quản. Nếu có tiếng rít thanh quản thì tôi chỉ xin nói với anh chị là đấy là dấu hiệu của phản vệ, thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Và chúng ta thấy là nó hay nhầm, tí nữa chúng ta sẽ thấy nhầm với cả những cái bệnh nhân phù phổi hen, cơn hen tim, nhưng tí nữa tôi sẽ nói với các anh chị. Bệnh nhân có thể tức ngực hoặc là tím tái, còn tuần hoàn thì có thể mạch nhanh hoặc tụt huyết áp. Về tiêu hóa thì bệnh nhân có thể buồn nôn hoặc là nôn hoặc đau quặn, đấy, và có thể là đi ngoài phân lỏng. Thì đấy, chúng ta thấy là chủ yếu biểu hiện ở da, hô hấp, tuần hoàn và tiêu hóa là bốn cơ quan. Về chẩn đoán phản vệ thì chúng ta có bệnh cảnh, một trong ba bệnh cảnh lâm sàng sau là chúng ta chẩn đoán được phản vệ rồi. Bệnh cảnh lâm sàng thứ nhất là không rõ tiếp xúc vị giải nguyên, thì bệnh nhân khởi phát cấp tính từ vài giây đến vài giờ với các triệu chứng ở trên da hoặc là niêm mạc, và hoặc niêm mạc nhé, như mề đay, ngứa, rồi hồng ban hoặc là phù môi hoặc lưỡi, và có ít nhất là một các dấu hiệu sau, ví dụ như là hô hấp, đấy, khó thở hoặc thở rít, rồi tuần hoàn là tụt huyết áp. Tức là chúng ta thấy có biểu hiện ở da, niêm mạc kết hợp với hoặc là hô hấp hoặc là tụt huyết áp. Đấy, mà chúng ta không cần biết dị nguyên mà có những cái biểu hiện như thế là chúng ta chẩn đoán phản vệ. Bệnh cảnh lâm sàng thứ hai là sau khi tiếp xúc với dị nguyên, bệnh nhân có ít nhất hai dấu hiệu sau. Đấy. Thứ nhất là biểu hiện ở da, thứ hai là hô hấp, thứ ba là hạ huyết áp, và thứ tư là gì ạ? Tiêu hóa. Thì hai, chúng ta cố gắng là bệnh nhân ở những trong bệnh viện của chúng ta thì cái gì cũng có thể là dị nguyên. Ví dụ như tôi nói với anh chị là gì? Thuốc tiêm, thuốc uống, rồi phản và những cái chế phẩm máu. Và tôi chỉ nói là gần đây nhất ở khoa chúng tôi gặp ở trong bệnh viện Đánh Mai đấy nhé, là dung dịch natri clorua 9/1000 ấy, là cho trước đây cho vào ống chai nhựa, nhưng mà bây giờ lại đóng gói ở trong túi nhựa, và hai bệnh nhân của chúng tôi đã xuất hiện phản vệ với cái dung dịch truyền natri clorua 9/1000 ở cái túi đó. Đấy, thì các anh chị lưu ý là ở trong bệnh viện thì cái gì cũng có thể là dị nguyên,
cho nên chúng ta cố gắng đi tìm các biểu hiện ở ở hệ da, ở hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và da niêm mạc. Chúng ta cố gắng để chúng ta hỏi các triệu chứng để chúng ta chẩn đoán phản vệ. Đấy. Tức là hai trong bốn tiêu chuẩn, được không ạ? Bệnh cảnh lâm sàng thứ ba là bệnh nhân sau khi tiếp xúc với dị nguyên đã có nghi ngờ gây phản vệ rồi thì chỉ cần là tụt huyết áp là chúng ta chẩn đoán ngay là phản vệ. Đấy. Thì tụt huyết áp tức là huyết áp tối đa dưới 90 mmHg thủy ngân hoặc là giảm hơn 30% so với huyết áp nền ở người lớn. Còn ở trẻ em thì chúng ta thấy là giảm huyết áp tâm thu. Thì trẻ em huyết áp thì tính theo tuổi là thường là tuổi là 80 cộng với 2 nhân N, N là số tuổi. Đấy. Cho nên ở người trẻ em từ 1 tháng đến 1 tuổi nếu huyết áp dưới 70 mmHg thủy ngân, còn trẻ lớn tuổi thì chúng ta thấy là dưới 70 mmHg thủy ngân cộng với 2 nhân với tuổi. Đấy. Với trẻ từ 1 đến 10 tuổi, còn trẻ trên 11 tuổi thì chúng ta thấy là huyết áp tối đa dưới 90 mmHg thủy ngân là chúng ta chẩn đoán là phản vệ, là tụt huyết áp. Đấy, thì đấy là ba bệnh cảnh lâm sàng của phản vệ đấy, đúng không ạ? Thì các anh chị nắm nhớ rõ nhé. Thì cái mức độ của phản vệ thì có bốn mức độ. Mức độ nhẹ là chỉ biểu hiện trên da, thứ hai mức độ hai và mức độ ba, tức là mức độ hai là nặng và nguy kịch. Tức là mức độ nặng là có hai trên các biểu hiện ở cơ quan, đó là gì, mề đay, rồi là khó thở, rồi là đau bụng, rồi huyết áp. Ở đây chúng tôi lưu ý là huyết áp chưa tụt hoặc tăng, đấy, nhịp tim nhanh hoặc loạn. Thì tôi nói với anh chị là những cái trường hợp mà huyết áp tăng là do bệnh nhân có phản vệ, nhưng mà bệnh nhân có thể là do co thắt thanh quản sẽ gây huyết áp tăng. Và chúng ta nhớ lại cái triệu chứng của suy hấp là khi bệnh nhân mở suy hấp thì bệnh nhân là gì ạ? Thường là huyết áp sẽ tăng, khó thở thì đương nhiên là mạch nhanh huyết áp tăng rồi, đúng không ạ? Thì tôi cũng có một cái bệnh nhân này thì tôi nói với các anh chị tín là chẩn đoán thần riêng này. Chẩn đoán phân biệt. Có một anh cao học của chúng tôi về người Hải Phòng, bây giờ anh về Hải Phòng làm rồi. Tức là anh ấy, tôi trực của tôi thì bệnh nhân ấy đang được, anh ấy vào anh báo cáo là thưa cô, cái bệnh nhân này CVD mà đang truyền thối huyết em sợ là truyền dịch quá tải, gây hen tim. Thế thì em xin cô cho lợi tiểu. Thế mình hỏi là thế thì đang truyền dịch gì mà gây quá tải? Thì em mới nói là bệnh nhân đang truyền plasma tươi đông lạnh cô ạ. Thế thì khi như thế thì tôi giật mình. Thì chúng ta biết là cái plasma tươi đông lạnh hoặc tiểu cầu là rất dễ gây dị ứng, đặc biệt là tiểu cầu của cái kháng nguyên HLA, cho nên là dị ứng kinh khủng. Thế thì tôi mới ra tôi xem ngay. Thế thì đúng thật là anh ấy nói là em nghe thấy tiếng da rít ở bên thanh quản nhiều, và tôi lại nhìn thấy một vài cái mề đay ở trên da. Thì tôi mới nói là em ngừng lại ngay cái, các bạn ngừng ngay truyền plasma tươi đông lạnh và xử trí là gì ạ? Lúc ấy thì anh ấy đúng thật là anh thấy là bệnh nhân khó thở và huyết áp tăng, thì anh ấy chẩn đoán là quá tải dịch, cơn hen tim, đúng không ạ? Thì tôi bảo đề nghị là em dừng lại luôn và tiêm luôn adrenaline, và sau đó thì bệnh nhân đỡ giảm huyết áp xuống, huyết áp trở về bình thường và đỡ khó thở. Thì tôi chỉ nói với anh chị là thế thì bệnh nhân quá tải dịch, hen tim thì tại sao lại có biểu hiện ở trên da? Các anh chị hình dung ạ. Mà thứ hai nữa là tại sao lại hen tim thì thường là gian rít ở hai phổi, nhưng mà đây chúng ta nghe đến chủ yếu ở thanh quản, đặt ống nghe ở trên cổ. Đấy, thì tôi chỉ nói các anh chị là đấy là các anh chị làm hồi sức mà cũng còn nhiều khi không để ý những cái triệu chứng đấy, của cái phản vệ. Chúng ta cứ nghĩ là huyết áp tụt thì mới là bị phản vệ, không phải. Tức là có thể huyết áp tăng cũng bị, và chúng ta tiêm adrenaline mà chúng ta theo dõi sát và chúng ta thấy hình dung là cái adrenaline nó rất là nhanh, như thời gian bắn hủy nhanh, và chúng ta tiêm và chúng ta theo dõi, chúng ta đừng quá sợ cái adrenaline. Thì tôi nhắc lại là như vậy, các anh chị lưu ý là có thể huyết áp tăng. Độ nguy kịch thì chúng ta thấy biểu hiện ở nhiều cơ quan với cái mức độ nặng, như là đường thở thì đặc biệt là rít thanh quản, rồi hoặc là khò khè hoặc tím tái hoặc là ngừng thở. Đấy, và tuần hoàn thì bệnh nhân có biểu hiện sốc hoặc mạch nhanh nhỏ, thì chúng ta phải lưu ý đây là nguy kịch rồi, thì chúng ta phải xử trí thật là nhanh. Mức độ thứ tư là ngừng tuần hoàn, thì độ 4 tức là biểu hiện ngừng hô hấp và ngừng tuần hoàn. Thì tôi cũng nói thêm một chút với các anh chị là gì, là cái thông tư 51 này nó cũng có một số cái điểm nó còn chưa hạ, nó còn chưa hoàn toàn chính xác. Ví dụ như là chẩn đoán mức độ nhẹ là triệu chứng ở da và dưới niêm mạc, thì đây chúng ta chẩn đoán là dị ứng thôi, vì theo lắp vào các tiêu chuẩn chẩn đoán thì độ 1 chưa phải là phản vệ. Nhưng mà chúng ta lưu ý là gì, cái độ 1 nó có thể tiến triển nhanh thành độ 2 và độ 3, cho nên chúng ta phải theo dõi sát. Và cái độ 4 ngừng tuần hoàn thì chúng ta nói là học ngừng tuần hoàn rồi. Tức là ngừng tuần hoàn tức là gì ạ?
Hải có biểu hiện là gì ạ? Đột ngột mất ý thức của bệnh nhân đang tỉnh. Thứ hai là ngừng hô hấp. Và thứ ba là gì? Mất mạch cảnh hoặc mạch vẹn. Ở đây thì chúng ta không thấy nói đến cái ý thức, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà chẩn đoán ngừng tuần hoàn là phải có ba dấu hiệu: đột ngột mất ý thức của bệnh nhân đang tỉnh, thứ hai là ngừng hô hấp, đấy, hoặc thường áp hoặc ngừng hô hấp, và thứ ba là mất mạch cảnh hoặc mạch vẹn. Thì đấy là những cái hạn chế, nhưng mà thôi chúng ta cứ phải theo thông tư rồi sẽ phải sửa đổi thêm, đúng không ạ? Thì đấy là cái mức độ của phản vệ để chúng ta xử trí, đúng không? Để cho chúng ta có thái độ là độ nặng nguy kịch thì xử trí nhanh lên, đúng không? Về diễn biến của phản vệ thì nếu mà phát hiện sớm và điều trị sớm thì bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng. Còn thể tối cấp thì có thể tử vong do ngừng tim hoặc là ngạt thở. Đấy. Còn phát hiện muộn thì chúng ta thấy là điều trị không đúng thì chúng ta sốc không hồi phục và có thể tử vong. Tử vong ở đây do gì ạ? Đột ngột là giãn mạch tăng tính thấm sẽ gây giảm thể tích trong lòng mạch rất là nhanh. Và hoặc là gì? Co thắt phế quản hoặc hẹp niệm thể do phù nề là bệnh nhân tử vong. Cho nên tí chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải rất là cẩn thận là gì, xử trí ngừng dị nguyên này, dùng adrenaline này và chúng ta truyền dịch này. Nhiều khi không để ý đến truyền dịch là không đủ, là không được. Nhiều bệnh nhân phản vệ đến chuyến chúng tôi là gì ạ? Bệnh nhân giãn mạch tăng tính thấm và sẽ thoát mạch ra khỏi lòng mạch, cho nên sẽ giảm thể tích tuần hoàn. Cho nên chúng ta phải bù dịch, đó là natri clo 9/1000, 1 đến 2 lít. Đấy. Và chúng ta theo dõi bệnh nhân, cho nên chúng ta hay quên cái bù dịch. Đấy. Thì đây là cái thông tư mới của Bộ Y tế, mới rồi không phải, mới đây nhất, tức là ngày 29/12/2017. Và chúng ta thấy là gì ạ? Hướng dẫn phòng chẩn đoán và xử trí phản vệ. Chúng ta tung làm cái bôi đỏ cái phản vệ đó là gì? Bây giờ không xử trí phản vệ nữa, đúng không ạ? Sốc phản vệ nữa mà là phản vệ. Và cái thông tư này áp dụng đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh và người hành nghề chữa bệnh, hoặc là những cái cơ quan tổ chức có liên quan, thậm chí kể cả bệnh nhân nếu mà có tiền sử dị ứng là chúng ta cũng có thể xử trí được, đúng không? Và giải thích từ ngữ thì lúc nãy tôi đã nói phản vệ là gì rồi, đúng không? Dị nguyên là yếu tố lạ, đúng không? Phản sốc phản vệ là cái mức độ nặng nhất thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Và xử trí phản vệ ở đây là quan trọng nhất là cái adrenaline là thuốc quan trọng hàng đầu để tiêm bóc ngay cho những cái người bị phản vệ từ độ 2 trở lên. Và cái người tiêm ở đây là gì? Là bác sĩ, là y sĩ, là điều dưỡng viên, hộ sinh, người kỹ thuật viên phải cấp cứu ngay phản vệ theo cái phụ lục 3, đấy, phụ lục 4 ban hành theo thông tư này. Và cái thứ ba là gì? Đối với những cái người có tiền sử phản vệ thì phải mang sẵn adrenaline theo người. Đấy. Thì người bệnh hoặc các người khác không phải là nhân viên y tế cũng được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để tiêm bóp cấp cứu khi không có nhân viên y tế. Đấy. Đây, và chúng ta thấy là những cái thuốc đấy, thuốc các nước thì người ta làm được những cái thuốc adrenaline. Chúng ta thấy là nửa ống và tiêm bắp đùi, thậm chí là gì ạ? Ở bên ngoài quần không cần phải sát trùng, tiêm ngay ở cái bên ngoài quần. Đúng. Đặc biệt là những cái người mà người ta đi rừng, người ta sợ dị ứng, những cái côn trùng đốt là luôn luôn phải mang theo. Đúng không? Thì chúng ta. Nhưng mà rất tiếc ở nước chúng ta thì chưa sản xuất, vì thời gian thì chúng ta phải bỏ đi nó vì nó hết hạn. Đấy, thì mình thì chưa sản xuất được, thì rất là tiếc. Thế thì cái xử trí phản vệ thì cái nguyên tắc chung là gì? Là chúng ta phải phát hiện, xử trí sớm ngay tại chỗ, và chúng ta phải theo dõi ít nhất là 24 giờ. Đấy. Và tất cả các bác sĩ và điều dưỡng rồi là nhân viên y tế phải xử trí ngay tại chỗ. Rồi xử trí là gì? Chúng ta phải ngừng tiếp xúc với dị nguyên. Và tôi vẫn nhấn mạnh lại là gì? Adrenaline là cái thuốc thiết yếu và quan trọng có thể cứu sống người bệnh. Đấy. Còn những cái trường hợp mà xử trí đặc biệt thì tí chúng tôi sẽ trình bày thêm. Thì cái phản ứng độ 1 đó là gì? Là dị ứng thì chúng ta có thể, như tôi nói giải thích lúc trước rồi, độ 1 tức là chỉ là dị ứng thôi, nhưng mà chúng ta có thể thấy là người bệnh có thể chuyển nhanh thành nặng hoặc nguy kịch. Thì những cái trường hợp này chúng ta có thể tiêm methylprednisolone hoặc là gì ạ? Và có thể tiêm diphenhydramine nếu bệnh nhân ngứa, đúng không ạ? Và theo dõi ít nhất 24 giờ. Còn độ nặng và nguy kịch, độ 2 và độ 3 thì chúng ta xử trí là gì? Ngừng tiếp xúc với dị nguyên. Như ví dụ như bệnh nhân của chúng tôi mà bệnh nhân thay huyết tương. Thay huyết tương thì ví dụ điều để điều trị bệnh nhân Guillain-Barré này, nhược cơ này, thậm chí một số cái bệnh nhân dị ứng, ví dụ ở bệnh nhân viêm da cơ chẳng hạn là có biểu hiện nặng và chúng tôi có thể thay huyết tương. Thì mặc dù cái máy thay huyết tương, cái quả lọc và cái huyết tương có thể mấy lít rất là đắt, khoảng hơn chục triệu, nhưng mà khi mà bị là chúng tôi dừng ngay lại
và chúng tôi dừng ngay, chứ chúng tôi không gì ạ, không dồn cái máu về, thậm chí bỏ luôn cái máu của bệnh nhân đi, không dồn vì trong đó có phản vệ nhé. Thì người bệnh chúng ta phải dừng ngay lại, bỏ luôn đi và tiêm Marilyn. Rồi người bệnh nằm tại chỗ, có thể đầu thấp hoặc là bệnh nhân hôn mê thì chúng ta phải nghiêng trái và sợ bệnh nhân bị sặc, thở cho bệnh nhân thở oxy mask 6 đến 10 lít một phút và chúng ta phải theo dõi sát hô hấp và tuần hoàn và ý thức của bệnh nhân, và chúng ta phải đặt đường truyền lớn cho bệnh nhân để chúng ta thường những bệnh nhân ấy là chúng tôi phải thường đặt là hai đường truyền lớn đấy để chúng ta cố định, vì cái đường truyền nó vô cùng quan trọng để mà xử trí bệnh nhân phản vệ đấy. Đặc biệt là bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân hen phế quản của chúng tôi mà khi mà đang truyền thuốc giãn phế quản mà đường truyền bị tắc cái là rất nguy hiểm, cho nên bao giờ cái đường truyền cũng phải lớn và cố định chắc chắn đấy. Khi xử trí sốc là như vậy. Thì phác đồ sử dụng adrenaline là gì? Cái mục tiêu của truyền adrenaline để làm sao nâng đường huyết áp lên đấy. Người lớn là trên 90 mét thủy ngân và không còn dấu hiệu hô hấp. Còn nếu mà huyết áp vẫn còn dưới 90 mét thủy ngân hoặc là còn dấu hiệu hô hấp khó thở là chúng ta phải tiếp tục và tiêm adrenaline hoặc là truyền. Thì adrenaline đây là chúng ta biết là 1mg 1ml và ống của nó là thường chúng ta để tiêm bắp. Thì tiêm bắp, cái vị trí tiêm bắp là mặt trước bên của đùi. Chúng ta thấy những cái cơ lớn, cơ đùi lớn thì hấp thụ thuốc rất là nhanh và có tác dụng, chứ còn không như trước đây chúng ta tiêm dưới da thì nó sẽ rất là chậm. Cái liều là gì? Người lớn là 1/2 ống đến 1 ống. Nếu bệnh nhân nặng hoặc là cân nặng cao, cân nặng nhiều thì chúng ta phải đợi chỉ thuốc nó chỉ đang tiêm 1 ống. Đó. Còn nếu trẻ trên 30kg thì tiêm nửa ống, 20kg ước chừng thôi nhé là chúng ta tiêm 1/3 ống. Trẻ sơ sinh là khoảng 1/5 ống. Và chúng ta cứ theo dõi bệnh nhân 3 phút chúng ta lại đo huyết áp và chúng ta thêm hô hấp của bệnh nhân. Nếu chưa được thì chúng ta lại tiêm nhắc lại. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta tiêm nhắc lại tiêm bắp lớn hơn hoặc 2 lần đấy, hoặc là có ngừng tuần hoàn thì chúng ta sẽ pha loãng adrenaline, chúng ta tiêm tĩnh mạch. Thì pha loãng ở đây 1/10 đấy, tiêm nửa 0,5 đến 1ml đấy, và cũng nhắc lại mỗi 3 đến 5 phút. Thì còn truyền tĩnh mạch liên tục, nếu mà chúng ta có sẵn đường truyền thì chúng ta có thể tiêm là 0,1 microamp trên kg nặng 1 phút và điều chỉnh theo huyết áp. Thì tôi chỉ muốn nói như này, nếu mà chúng ta tính được cái liều arin thì là dễ rồi, ở sẵn sàng cho chúng tôi là có cân nặng và chiều cân nặng của bệnh nhân thì chúng tôi và cái thuốc pha bao nhiêu thì chúng tôi tính ra microgram trên kg nặng 1 phút thì rất dễ. Nhưng tôi chỉ nói các bạn là ở những cái cơ sở y tế hoặc là phòng mạch chúng ta không, rất là khó để tính và chúng ta không quen. Thì chúng tôi thường hay là gì ạ? Cho khoảng 5 ống arin vào một cái chai natri glua 500ml và chúng ta xả, truyền xả và liên tục chúng tôi bắt mạch bệnh nhân. Nếu như mà bắt mạch thấy rõ rồi thì chúng ta gì ạ? Giảm liều truyền đi dần dần và chúng ta có thể ngừng lại. Đấy, hoặc là chúng ta theo dõi huyết áp để chúng ta duy trì. Thì chúng ta lưu ý như vậy, chứ chúng ta lúc ấy không phải phải tính em phải tính thế nào là 0,1 microgram. Không đúng. Chúng ta tính như vậy nó rất là khó mà bệnh nhân sẽ bỏ qua cơ hội. Còn chúng ta cứ theo dõi sát bệnh nhân và chúng ta bắt cái mạch quay của bệnh nhân, thấy nó nổi lúc nãy chìm bắt nhỏ không bắt được, bây giờ chúng ta thấy nó rõ lên rồi, thế là giữ được huyết áp. Các anh chị nhìn đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta phải lưu ý là phải liên tục là chúng ta phải theo dõi bệnh nhân và chúng ta xử trí thế nào để có hiệu quả. Còn ghi hồ sơ thì tôi chỉ nói các chị là tất cả đều phải ghi đúng theo phác đồ. Đấy. Các biện pháp điều trị khác thì là nguyên tắc là ABC, đúng không ạ? Xem đường thở có vấn đề gì không, tuần hoàn không, đúng không ạ? Đấy. Hỗ trợ hô hấp, đấy, là oxy, thở oxy hoặc thở máy không xâm nhập. Nếu mà bệnh nhân vẫn còn có thắt thanh quản thì chúng ta rất là tốt để thở máy không xâm nhập. Đấy. Hỗ trợ tuần hoàn thì chúng ta đặt đường truyền lớn, bù dịch. Ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị là dung dịch natri glua 9/1000. Người lớn thì chúng ta truyền nhanh 1 đến 2 lít. Truyền nhanh anh chị ạ, xả nhanh hết cỡ. Và trẻ em thì 10ml trên kg nặng trong vòng 5 đến 10 phút đầu. Đấy, chúng ta có thể kết hợp dùng adrenaline cộng với bù dịch để duy trì cái huyết áp tối đa trên 90 mét thủy ngân. Và chúng ta lưu ý là adrenaline cộng với bù dịch. Đấy. Vì làm sao? Như lúc trước tôi nói các anh chị là phản vệ là nó sẽ giãn mạch và thoát mạch rất là nhiều, sẽ mất lại dịch ở trong lòng mạch. Đấy, cho chúng ta lưu ý nhé. Là chúng tôi khi mà đến chỗ bệnh nhân chúng tôi có những bệnh nhân là gì ạ? Hematocrit tăng lên trên 50%. Đấy.
tôi biết ngay là bệnh nhân ấy không được xử trí đúng, không được arin, không được bù dịch đúng. Đấy. Thì cho nên chúng ta phải lưu ý nhé. Các thuốc khác thì chúng ta có thể chọn metinprednisolone 20-40 mg, rồi tiêm tĩnh mạch, rồi dimeron 10-20 mg tiêm tĩnh mạch hoặc là tiêm bắp. Còn khi bệnh nhân bị khó thở thì tôi nhắc lại các anh chị là bắt buộc phản vệ khi khó thở là chúng ta phải tiêm adrenaline trước, đúng không ạ? Nếu mà adrenaline không đỡ thì chúng ta mới kết hợp là salbutamol hoặc là tebutaline để khí dung hoặc là đường tĩnh mạch. Nhưng tôi chỉ nói là đầu tiên là phải adrenaline, đúng không ạ? Và chúng ta chuyển khoa hồi sức cấp cứu nếu mà huyết áp không cải thiện. Đấy, thì chúng ta gọi điện để tất cả bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi thì có những cái đường dây chuyển đường dây, không phải đường dây nóng mà trưởng khoa hoặc là phó khoa hoặc là ban đêm thì cái máy chuyển cho bác sĩ trực là liên tục là sẵn sàng nhận cái cuộc điện thoại và chúng ta xử trí tư vấn và xử trí giúp những cái bệnh nhân khó hoặc là gọi điện để chuyển. Chứ chúng ta những cái trường hợp đấy là phản vệ rồi là ngừng tuần hoàn mà chúng ta mang cái giấy đi mời là nó sẽ chậm chạp vô cùng, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ gọi điện, đúng không ạ? Lưu ý chúng ta thấy là có thể sốc hai pha xảy ra sau từ 1 đến 8 giờ thì tôi cũng chỉ nói là như này. Có những cái bệnh nhân ở khoa ở trước về A9 cũ, khoa hồi cấp cứu cũ, hồi sức cấp cứu cũ ở A9 ấy, thì có bệnh nhân là phải truyền A để dùng A đến 1 tuần. Tại sao là như vậy? Thì bệnh nhân đó là dị ứng với nhộng và bệnh nhân ăn rất nhiều. Và khi mà bệnh nhân bị tụt huyết áp, sốc phản vệ do dị ứng với dạng nhộng thì chúng ta thấy tụt huyết áp thì sẽ giảm tưới máu và tiêu hóa và bệnh nhân có thể là táo bón. Cho nên cái dị nguyên nó vẫn còn ở trong cái đường tiêu hóa và sau đó bệnh nhân mới đi hết ra. Đấy. Cho nên là chúng ta cũng cân nhắc là bệnh nhân dị nguyên nó vào cái đường nào, đúng không? Ví dụ như là đường tiêu hóa thì người ta có thể cân nhắc uống than hoạt hoặc là cho nhận tràng thì bệnh nhân đi ngoài để dịa, để xài, thải hết những cái dị nguyên ra. Đấy, thì trước đây của khoa hồi sức cấp cứu A9 đã có tình huống là gì ạ? 1 tuần dùng adrenaline phải 1 tuần thì các anh chị lưu ý nhé. Rồi ngừng tuần hoàn thì chúng ta, nếu bệnh nhân có ngừng tuần hoàn thì các anh chị đã học bài cấp cứu ngừng tuần hoàn chưa? Chúng ta đã học cái xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn chưa ạ? Chưa ạ. Chưa ạ. Thì chúng ta phải cấp cứu là gì ạ? Là ép tim rồi là thổi ngạt, đúng không? Tần số khoảng 100 lần phút ép tim và thổi ngạt mỗi 2 lần, 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Vậy thì chúng ta phải kỹ thuật phải đúng, phát hiện ngừng tuần hoàn như lúc tôi trước tôi nói rồi và vị trí thì như vậy. Và sau đó thì phải quản lý phản vệ tại cộng đồng. Đây là cái phác đồ xử trí phản vệ của Bộ Y tế theo thông tư 51, tức là chúng ta phải xác định được cái tình trạng phản vệ như tôi nói các anh chị rồi, đúng không ạ? Là 3 bệnh cảnh lâm sàng. Đúng không? Khi bị phản vệ thì chúng ta phải ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên. Độ nhẹ thì chúng ta có thể là gì ạ? Ngừng tiếp xúc với dị nguyên và dùng adrenaline, đúng không ạ? Dùng metinprednisolone hoặc dimeron. Còn từ độ 2 và độ 3, tức là có biểu hiện 2/4 cơ quan, hoặc là độ 3 tức là nguy kịch, bệnh nhân khó suy hấp hoặc là tụt huyết áp, thì chúng ta phải dùng ngay adrenaline. Đấy. Và tôi chỉ nhắc lại là gì? Adrenaline tiêm bắp mặt trước đùi. Thứ hai nữa là tiêm bắp nửa ống hoặc 1 ống của người lớn. Đấy. Nửa ống và theo dõi cứ 3 đến 5 phút huyết áp và gì ạ? Hô hấp để chúng ta tiêm nhắc lại adrenaline. Còn nếu mà tiêm nhắc lại lớn hơn 2 lần mà không nâng được huyết áp hoặc là bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì chúng ta có thể tiêm tĩnh mạch pha loãng là gì ạ? 1/10 và chúng ta có thể tiêm 0,5 đến 1 ml. Đấy, hoặc là chúng ta có thể truyền ngay tĩnh mạch nếu mà có sẵn đường truyền. Đấy, thì là cái xử trí như vậy và mục tiêu của chúng ta là phải nâng được huyết áp trên 90 mmHg tỉnh ngân. Đấy, và không còn dấu hiệu của hô hấp. Đấy. Và tiếp theo là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ cấp cứu là ABC, khai thông đường thở, rồi là gì ạ? Truyền dịch để bồi phụ thể tích tuần hoàn, rồi dùng corticoid, rồi diphenhydramine và salbutamol xịt nếu mà bệnh nhân vẫn còn khó thở. Đấy, và chúng ta lưu ý là phải theo dõi mỗi mạch huyết áp mỗi 3 đến 5 phút. Đấy. Đến khi tình trạng ổn định thì chúng ta mới theo dõi 1 đến 2 giờ. Đấy, trong ít nhất 24 giờ tiếp theo để phòng phản vệ hai pha.
và nhân viên y tế được phép tiêm bắp đấy, theo cái phác đồ đấy, và phát thẻ dị ứng cho bệnh nhân và chúng ta chuyển khám chuyên khoa dị ứng. Về đấy, theo dõi chúng ta phải lưu ý nhé, giai đoạn cấp là theo dõi 3 đến 5 phút một lần, mạch, huyết áp, nhịp thở, SPO2, ý thức đấy, đến khi ổn định. Và khi ổn định rồi thì chúng ta giãn cách cái thời gian theo dõi ra 1 đến 2 giờ một lần trong 24 giờ tiếp theo. Và tất cả theo dõi tại cơ sở y tế trong vòng 24 giờ. Đấy, còn nếu bệnh nhân nặng quá ngừng tuần hoàn thì chúng ta cấp cứu, mà không đỡ thì chúng ta có thể... Thì tôi chỉ nói là có những cái trường hợp mà cấp cứu ngừng tuần hoàn ở những cái bệnh nhân khỏe mạnh, bệnh nhân hen phế quản, thì có những cái trường hợp là cấp cứu đến 2 tiếng đồng hồ thì bệnh nhân có tim đập trở lại. Đấy. Và bệnh nhân ấy cũng là rất là tỉnh. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý là cái thời gian cấp cứu nó hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân. Còn nếu mà bệnh nhân nặng, nguy kịch, ngừng tuần hoàn lâu rồi, đấy, hoặc có bệnh nhân nặng, nền nặng thì chúng ta mới cân nhắc thời gian tối thiểu là khoảng 30 phút cấp cứu ngừng tuần hoàn. Còn những cái bệnh nhân khỏe mạnh, đấy, ví dụ như có những như tôi nói các anh chị, bệnh nhân hen phế quản ngừng tuần hoàn thì chúng tôi cấp cứu đến 2 tiếng. Còn có những cái bệnh nhân chúng tôi vừa cấp cứu vừa làm tim phổi nhân tạo thì cũng có hiệu quả, thì chúng ta phải lưu ý như vậy. Một số trường hợp đặc biệt là bệnh nhân có phản vệ ở phụ nữ có thai, thì chúng ta thấy là khi bệnh nhân có thai thì phản vệ thì nguy cơ có thể tử vong đối với cả mẹ cả em bé. Nguyên tắc ở đây thì chúng ta cũng xử trí giống phác đồ phản vệ thôi, không có gì là khác, nhưng mà chúng ta phải cho thở oxy ngay để đảm bảo cung cấp đủ oxy cho em bé. Đó. Và theo dõi sát SPO2 của mẹ và em bé. Đấy, và chúng ta, những cái trường hợp mà quan trọng thì chúng ta phải ưu tiên cứu mẹ hay cứu con. Đấy, có nhiều trường hợp chúng tôi cần mời cả bác sĩ sản khoa đến để mổ lấy thai ở ngay trên giường bệnh. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý là những cái xử trí của chúng ta phải hết sức linh hoạt và nhanh nhẹn, và chúng ta phối hợp với các chuyên khoa để chúng ta xử trí. Còn phản vệ ở trẻ dưới 2 tuổi thì chúng ta lưu ý là như này. Trẻ dưới 2 tuổi thì nó rất là khó, vì bình thường các cháu nó cũng có hay biểu hiện quấy khóc rồi là sợ hãi này. Như hoặc là khóc một lúc thì nó sẽ đỏ mặt lên. Đấy. Rồi là khóc một cái là nó sẽ kích thích, rồi nó sẽ nôn chớ. Đấy. Hoặc là khò khè. Thì tuy nhiên là chúng ta phải lưu ý là như này. Cái dấu hiệu, những cái biểu hiện như thế mà nó xuất hiện sau khi tiêm vaccine hoặc là dùng thuốc, đấy, đặc biệt là thuốc tuông, thuốc tiêm, là chúng ta phải lưu ý có thể là phản vệ hay không. Đấy là gợi ý. Gợi ý phản vệ thì chúng ta phải lưu ý như thế đấy, để chúng ta xử trí sớm cho em bé. Còn đối với những người dùng thuốc chặn thụ thể beta thì chúng ta thấy là những cái người này đáp ứng với adrenaline cái nguy cơ tử vong. Cho nên là chúng ta cũng phải xử trí ngay phác đồ chung, nhưng mà chúng ta phải theo dõi sát cái huyết áp của bệnh nhân. Và nếu mà bệnh nhân này đáp ứng kém với thuốc cường beta 2 thì chúng ta có thể dùng thêm kháng cholinergic, ví dụ như ipratropium đường hít đấy, để khí dung hoặc là xịt cho bệnh nhân. Còn phản vệ trong quá trình gây tê và gây mê thì tôi cũng nói là nó rất là khó, vì bệnh nhân ấy gây tê gây mê thì bệnh nhân có thể đặt nội khí quản thở máy rồi, cho nên bệnh nhân rất là khó để nói được cái cảm giác của bệnh nhân đấy. Thì cho nên là những cái trường hợp đó là chúng ta thấy là gì, nếu mà thường hay gặp là mất ý thức. Còn cái biểu hiện ngoài da thì ít gặp, vì những cái thuốc ấy chúng ta hay tiêm, cho nên là chờ cái biểu hiện ngoài da thì ít thôi. Và có thể là bệnh nhân có chỉ thể biểu hiện là trụy tim mạch, đấy, cho nên chúng ta phải lưu ý. Nhưng mà chúng ta biết là khi mà tiêm thuốc, những cái thuốc ví dụ như propofol chẳng hạn, tiêm thuốc thì bệnh nhân hay có tụt huyết áp. Đấy, thế cho nên nếu chúng ta bù nhanh dịch và chúng ta thấy là huyết áp vẫn tụt thì chúng ta phải gì ạ? Phải nghĩ đến phản vệ để chúng ta xử trí. Có một cái trường hợp nữa là chúng ta không phải là phản vệ nhưng mà là ngộ độc thuốc tê, ở khi mà chúng ta gặp những cái bệnh nhân ở những cái cơ sở ví dụ như can thiệp chẳng hạn, như bệnh nhân nhổ răng này, rồi những cái bệnh nhân mà gây tê gây mê, ví dụ như là những cái gây tê vùng đấy, chúng tôi có gặp những cái bệnh nhân mà mổ biếu tuyến giáp, bệnh nhân dùng cái thuốc gây tê đến 30 mấy ống ở bệnh nhân Bắc Giang, mà cuối cùng bệnh nhân co giật, bệnh nhân nặng quá không xử trí được, bệnh nhân ngừng tuần hoàn và sau đó cấp cứu ngừng tuần hoàn có đập lại, nhưng mà bệnh nhân để lại di chứng hôn mê. Thế thì rồi là cái bệnh nhân nữa của chúng tôi có gặp là gì, là những cái bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ, tôi không nói tên bệnh viện, cái cô này ở Nhật về phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó thì xuất hiện là gì ạ, mới vào tiền mê thôi mà bệnh nhân gì ạ, co giật rồi mất ý thức.
và bệnh nhân nặng quá và sau là không xử trí được và chuyển đến bệnh viện Bạch Mai muộn và bệnh nhân tử vong. Rồi là có những cái bệnh nhân là mổ cắt tuyến giáp của bệnh viện nội tiết trung ương, sau đó thì xuất hiện diện tụt huyết áp, co giật và cũng xử trí là cấp cứu và nặng, bệnh nhân nặng quá thì cũng phải chuyển đến chỗ chúng tôi làm tim phổi nhân tạo. Thì chúng ta phải lưu ý là một ngoài cái phản vệ còn có một cái nữa, đó là ngộ độc thuốc tê. Thì ngộ độc thuốc tê thì nó phụ thuộc vào thuốc, nồng độ thuốc cao. Thứ hai là bệnh nhân gì ạ? Bệnh nhân gầy, giảm albumin. Và cái thứ ba là cái tiêm, cái người tiêm đá gây tê thì nó không đúng. Đấy, gây tê đặc biệt là vùng gì ạ? Ở những cái vùng xương chậu, vùng đó thì là rất là nhiều mạch máu và chúng ta không lưu ý, không tiêm đúng và tiêm vào mạch máu thì bệnh nhân có thể gây phản vệ, gây ngộ độc thuốc tê. Thì cái biểu hiện ngộ độc thuốc tê thì nó hay gặp là gì? Nó lại hay gặp ở hệ thần kinh và tuần hoàn hơn. Hệ thần kinh thì nó có hai trạng thái, một là trạng thái kích thích, bệnh nhân có thể hoa mắt, chóng mặt hoặc thay đổi vị giác, nhìn đôi hoặc là nói nhảm. Đấy. Và có thể co giật một cơ hay nhóm cơ vùng đầu mặt cổ hoặc là co giật toàn thân. Thứ hai nữa, trạng thái ức chế, có thể ngủ gà hoặc là thở hôn mê hoặc là ngừng thở. Thì tôi cũng chỉ nói như này, cái co giật nó rất hiếm, vô cùng hiếm ở phản vệ. Chúng tôi có gặp nhưng mà gặp ở giai đoạn rất nặng, tức là bệnh nhân phản vệ nặng không xử trí được và chuyển đỡ chúng tôi là bệnh nhân giai đoạn sau là bệnh nhân gì ạ? Tụt huyết áp, rồi hôn mê và sốt cao, rồi co giật thì rất là muộn và bệnh nhân nặng cơ. Chứ còn ít, rất vô cùng ít gặp ở bệnh nhân là gì ạ? Ở bệnh nhân phản vệ. Và tôi cũng chỉ nói là phản vệ với thuốc tê như lidocaine thì có cái nghiên cứu ở bên ở Thụy Điển thì người ta theo dõi, người ta không thấy một bệnh nhân nào phản vệ. Đấy. Như chúng tôi làm ở khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai đến năm nay là gần 20 năm rồi. Và tôi hỏi các anh chị khác, khi gây tê để đặt nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, không gặp một bệnh nhân nào bị phản vệ, cho nên là cái khả năng phản vệ là rất là hiếm ở cái thuốc mà gây lên lidocaine. Cho nên chúng ta lưu ý là nếu mà tiêm thì nhiều khi là gì ạ? Đấy là biểu hiện ngộ độc, đúng không? Còn hệ tuần hoàn thì bệnh nhân có trạng thái kích thích là nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, còn trạng thái ức chế là nhịp chậm, rối loạn dẫn truyền nhĩ thất hoặc tụt huyết áp hoặc là ngừng tim. Thì cái biểu hiện chủ yếu ở đây là hệ thần kinh và hệ tuần hoàn. Đấy. Thì chúng ta sẽ chẩn đoán. Thì ngộ độc thuốc tê. Và khi mà ngộ độc thuốc tê thì chúng ta phải dùng thuốc thiết yếu là lipofundin 20%. Đấy. Và người lớn thì chúng ta bolus 10ml trên kg cân nặng. Sau đó thì với liều là 10ml trên kg cân nặng và chúng ta bolus. Và sau đó thì gì ạ? Truyền tĩnh mạch 0,2. Đến 0,5ml trên gram cân nặng 1 phút. Còn trẻ em tổng liều là 10ml thì chúng ta chỉ bolus 20ml trên gram cân nặng thôi. Và sau đó chúng ta cũng truyền tĩnh mạch 0,2 đến 0,5ml trên gram cân nặng 1 phút. Thì đây là cái trường hợp ngộ độc thuốc tê là chúng ta phải lưu ý. Và chính vì vậy cho nên là những cái phòng mạch, rồi là những đặc biệt là những cơ sở chữa răng rồi thẩm mỹ là bắt buộc phải có lidocaine thì chúng ta phải lưu ý nhé. Tiếp theo là chúng tôi chuyển sang cái phần là dự phòng phản vệ. Thì cái nguyên tắc dự phòng ở đây là gì ạ? Chúng ta, các cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên y tế phải đảm bảo các nguyên tắc là gì? Là chỉ định đường dùng phù hợp nhất, chỉ tiêm, không sử dụng đường dùng bằng khi chúng ta chỉ tiêm khi chúng ta không dùng được đường khác. Thứ hai là không phải thử phản ứng cho tất cả các thuốc trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ theo phụ lục số 8. Anh chị về xem thêm, chúng ta chỉ cần đánh cái thông tư 51 là chúng ta có nhé. Và không được kê đơn thuốc, chỉ định thuốc hoặc dị nguyên nếu mà bệnh nhân đã biết là có dị ứng từ trước. Đấy, cho nên là bao giờ cũng có, chúng ta phải hỏi bệnh đến khám chúng ta là có tiền sử dị ứng không. Đấy, hoặc là có những cái bệnh nhân có cẩn thận thì người ta có cái thẻ đeo, có thẻ được phát thì chúng ta phải lưu ý nhé. Tôi nói như thế này, nhiều khi chúng ta bỏ sót. Đấy, có một bệnh nhân đã bị dị ứng với cả kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Thế nhưng mà sau đó được chuyển đến khoa hô hấp thì bệnh nhân có tiền sử hen rồi mà lại dị ứng rồi. Thế thì lại vẫn tiếp tục được tiêm thuốc đó. Thì các anh chị biết là cuối cùng là gì ạ? Bệnh nhân, những cái bệnh nhân hen nặng kinh khủng và bệnh nhân gì ạ? Dị ứng là bệnh nhân co thắt thanh quản, co thắt phế quản.
mà chúng ta đặt ống nội khí quản rất là khó, tức là không thể nào mà kiểm soát đường thở của bệnh nhân, và sau đó bệnh nhân nặng ngừng tuần hoàn, chuyển chúng tôi ngừng tuần hoàn và bệnh nhân nặng là chết. Và khi chết rồi thì bệnh nhân sẽ kiện hai vấn đề, một là cái chỉ định thuốc, thứ hai là gì ạ, là chúng ta xử trí phản vệ không đúng, và cái thứ ba là chỗ chúng tôi rất là bị đen đuổi là gì, các cô điều dưỡng khi mà vào viện thì bao giờ cũng gì ạ, cho ký quỹ. Thế thì bệnh nhân này lại kiện lại gì, bệnh nhân không có tiền đã phải, con gái đã phải cầm cố cái thẻ sinh viên. Đấy, cầm cố cái thẻ sinh viên để có tiền, và chúng tôi cứ bị mang tiếng là gì, có tiền mới xử trí cấp cứu, nhưng mà thực ra là không phải như vậy, vì các cô đã được là nhắc nhở là gì, nhiều bệnh nhân bảo là không nộp tiền rồi là trốn viện rồi thanh toán không được thì các cô lại phải chịu, lại phải chi trả. Đấy, cho nên là tôi nhắc lại là cái chỉ định chúng ta chỉ định phải dùng đúng, đặc biệt là những bệnh nhân hen phế quản, ví dụ như là có viêm phổi thì phải có bằng chứng của nhiễm trùng, có sốt, rồi là tổn thương nghe phổi có ra nổ, rồi là chúng ta thấy x-quang phổi có tổn thương và phản ứng viêm bronchocytonin hoặc bạch cầu hơi tăng. Và khi dùng thuốc như vậy thì chúng ta lại phải chọn là thuốc nào ít dị ứng với bệnh nhân, loại trừ cái thuốc phản vệ, và thuốc nào là gì ạ, là thuốc ít dị ứng nhất, ví dụ như là chinam hoặc là cibro chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng cho bệnh nhân, chúng ta chọn. Và những trước khi dùng thuốc cho bệnh nhân ấy là bao giờ chúng ta cũng phải cam kết với người nhà là có nguy cơ phản vệ. Đấy, và người ta cũng phải chia sẻ với chúng ta và ký cam kết. Và khi chúng ta dùng thuốc cho bệnh nhân là chúng ta phải theo dõi rất sát. Đấy. Cho nên tôi nói là gì? Những bệnh nhân hen phế quản chúng ta chỉ dùng thuốc khi có đúng bằng chứng của nhiễm trùng. Đấy. Đấy. Chứ không có vấn đề gì là bệnh nhân rất là khó để đặt ống nội khí quản bản thân. Khi mà bác sĩ hồi sức tôi chỉ nói các anh chị đặt nội khí quản ở bệnh nhân hen phế quản là gì? Là 3-2-1-0, tức là gì ạ? Ba người đặt, mất hai cái nội khí quản, gãy một cái răng trong 1 giờ mà không đặt được nội khí quản. Đây chị hình dung ạ, nó rất khó để kiểm soát, cho nên tôi chỉ nói nhắc lại là gì? Những cái bệnh nhân ấy chúng ta phải hỏi tiền sử và chúng ta phải dùng thuốc hết sức thận trọng, đúng không? Cũng như vậy, cái thuốc mà tiểu cầu cũng thế. Tiểu cầu tôi chỉ nói các anh chị tiểu cầu, quay lại cái cô bệnh nhân lúc trước, cô ấy là trình dịch viên và sau cô ấy bị chết, thì người ta sẽ hỏi mình là cái chỉ định truyền tiểu cầu có đúng không? Tức là truyền tiểu cầu là gì? Khi mà có nguy cơ xuất huyết cao thì cái tiểu cầu dưới 20.000 mới truyền. Đấy. Thế thì bệnh nhân lại quay lại là không phải là cái nguy cơ xuất huyết cao mà đã truyền tiểu cầu. Đấy. Thế thì cho nên là chúng ta phải lưu ý là khi mà bị thì người ta lại quay lại chúng ta là chỉ định có đúng không, mà phản vệ chúng ta phát hiện một sự chỉ không đúng. Cho nên là chúng ta phải lưu ý. Còn thậm chí chúng tôi là truyền tiểu cầu là thường có cái kháng nguyên HLA, cho nên trước khi truyền tiểu cầu là chúng tôi hay truyền metinbrenulum trước 30 phút. Đấy, tiêm tĩnh mạch sau đó chúng tôi mới truyền. Và truyền cũng phải theo dõi sát. Đấy, thì các bạn lưu ý là phải đảm bảo đúng nguyên tắc là chỉ định dùng đúng và chỉ tiêm khi không sử dụng đường khác, được không ạ? Và đã dị ứng rồi thì thôi, không dùng nữa, và chúng ta phải hội chẩn. Đấy, phải hỏi tiền sử kỹ của bệnh nhân về dị ứng thuốc. Đấy. Và tất cả các trường hợp phản vệ thì chúng ta phải lưu ý là báo về cái trung tâm quốc gia. Đấy, là chúng ta biết cái trung tâm này là của ví dụ như của giáo sư Hoàng Anh, giáo sư Trường Trường Diệp, phó giáo sư Hoàng Anh là phụ trách cái trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc. Đấy. Thế để chúng ta có mẫu báo cáo, đối họa ở bệnh viện nào cũng có. Và dự phòng thì chúng ta phải dự phòng Adrenaline là thuốc thiết yếu này. Và nơi sử dụng thuốc có phải có xe tiêm trang bị sẵn các hộp thuốc cấp cứu phản vệ, đúng không ạ? Và cơ sở khám chữa bệnh phải có hộp thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị theo cái phụ lục tại cái mục 2 của phụ lục 5 này. Và bác sĩ và nhân viên y tế phải nắm vững về kiến thức và thực hành được cấp cứu phản vệ theo phác đồ. Và trên các phương tiện giao thông công cộng, máy bay rồi tàu thủy thì cần phải trang bị cái hộp cấp cứu phản vệ. Đây là cái hộp cấp cứu phản vệ và cái trang thiết bị, đúng không ạ? Đó là một là gì ạ? Là phác đồ xử trí phản vệ, rồi là các loại bơm, kim tiêm, rồi bông tiệt trùng, dây garo, adrenaline, methylbenzolum, diphenhydramine và nước cất. Rồi là gì ạ? Các trang thiết bị là chúng ta phải làm gì? Phải có những cái gì? Đó là hệ thống bình oxy, thở oxy này. Thứ hai là bóng ampu. Thứ ba là bơm xịt salbutamol. Thứ tư là bộ đặt nội khí quản hoặc là
Nếu mà khó thì chúng ta có thể mass thanh quản. Và thứ năm là lipid, hai lọ loại 20% nhé, 100 ml, và các thuốc dị ứng đường uống dịch truyền natri cloro 9/1000. Thì đấy là trang thiết bị phải có. Và đây là cái hướng dẫn khai xét tiền sử của bệnh nhân, thì cái loại dị nguyên bị gì, loại thuốc này, rồi côn trùng này, rồi là các tân nhân khác này, và có tiền sử dị ứng chưa này, có tiền sử gia đình chưa này. Đấy. Rồi là cái thẻ theo dõi dị ứng là chúng ta phải có. Nó gồm hai mặt, là mặt trước là gì, các thông tin của bệnh nhân, rồi chứng minh thư, rồi các dị nguyên là gì, bác sĩ phải ký vào đó, đúng không? Ngày cấp thẻ. Và mặt sau là các điều cần nhớ, đúng không? Là các biểu hiện của phản vệ, và luôn mang theo adrenaline theo người, và khi có phản vệ thì tiêm bắp adrenaline ngay lập tức và gọi 115 hoặc là đến cơ sở khám chữa bệnh. Thì đấy là mẫu theo dõi dị ứng. Thì đó là toàn bộ cái bài về phản vệ. Thì tôi chỉ nhắc lại các anh chị là gì, chẩn đoán phản vệ là chúng ta phải chẩn đoán tại chỗ và xử trí ngay tại chỗ, và thuốc là adrenaline, đúng không? Thì chúng ta phải lưu ý nhé. Thì đó là cái bài phản vệ thì tôi đã trình bày rồi. Thì các anh chị có vấn đề gì cần hỏi, hoặc là có những cái trường hợp về lâm sàng nào các bạn có thể chia sẻ cho các bạn không?